Với một nguyên liệu chất lượng như bào ngư thì không hề khó để tạo nên những món ăn ngon dành riêng cho phái Mạnh. Thiên đường ẩm thực bảo đảm đại tiệc ngay sau đây thực sự rất đáng để thưởng thức. Hãy nhìn qua một lượt vàng nguyên liệu của món ăn đầu tiên nhé. Đã đủ để khiến bạn tò mò chưa? Những con tôm to ngon lành được ướp với đường, bột năng rồi trộn đều với nước. Ngâm với đá viên trong 45 phút rồi rửa sạch. Sau đó tiếp tục ướp tôm với gia vị, bột năng, một ít mắm. Nhớ là phải dùng tay bóp như thế này để tôm thấm đều gia vị. Cắt nhỏ bào ngư, sò điệp, ngò, cà rốt, bắp cải tím và trứng muối. Cho tất cả những nguyên liệu đã cắt vào tô, ướp với gia vị và bột năng rồi cho khối tôm lúc nãy vào trộn đều. Đổ bột năng vào thố bột tàn mì. Rót nước sôi vào rồi trộn bột thành khối dẻo mịn. Tiếp tục nhào bột đều tay. Lăn bột thành sợi dài rồi chia thành từng viên nhỏ bằng nhau. Cắn mỏng viên bột để được lá há cảo tròn thiệt tròn. Bây giờ là lúc chứng tỏ sự khéo léo của đôi tay đây. Đặt trứng muối, cà rốt và bắp cải tím vào những cánh hoa. Hấp khoảng 4 phút, bạn đã có ngay những viên há cảo ngon lành và đẹp mắt. Chấm với nước tương sa tế rồi thưởng thức trọn cả viên há cảo. Bạn cảm nhận được chưa? Lớp bột ngoài dẻo dai, phần nhân bào ngư đậm đà, ngọt vị hải sản với sò điệp và tôm. Chưa hết đâu, còn có trứng muối mặn mặn và rau củ giòn giòn nữa chứ. Chỉ mới khai vị thôi mà đủ làm bừng sáng cả bàn tiệc rồi.